Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2022, nhằm rằm tháng Giêng, chùa Dương Lâm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh đã tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho hơn 50 thiện nam tín nữ gần xa. Lễ quy y được diễn ra trang nghiêm thanh tịnh dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Pháp Tánh, trụ trì chùa Dương Lâm, với các nghi thức lễ Phật, sám hối, truyền tam quy ngũ giới. Phật tử phát nguyện trở thành con Phật, nguyện nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng và giữ gìn 5 điều đạo đức của người Phật tử tại gia: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng ma túy và rượu bia. Sau buổi lễ, Đại Đức Thích Pháp Tánh đã trao phái quy y Tam Bảo cho các Phật tử và dặn dò mỗi người không ai sống mà thoát khỏi sự hoạt động của tâm trí. Vì thế, việc vướng kẹt từ đó gây ra các khổ đau là điều không tránh khỏi. Quay về nương tựa ba ngôi tâm linh để tạo dựng một niềm tin vững chắc chính là tiền đề để con người đi qua khổ đau mà vẫn nhẹ nhàng hoan hỷ. Mỗi người nên thấy rõ đây là bước ngoặt mới có giá trị trong đời của mình. Hãy nỗ lực biến bước ngoặt này để giúp chúng ta mang lại hạnh phúc cho người khác. Các Phật tử luôn ghi nhớ tạo các công đức lành, lánh xa các việc ác, chánh niệm sống đời an lạc.